Tin sáng 13 tháng 4 Nga tấn công và phá hủy một trong những nhà máy điện lớn nhất Ukraine Nga dùng hỏa tiễn tàng hình bí mật tấn công Ukraine Binh sĩ Nga biến mất hàng loạt ở Kherson Hàng chục người thiệt mạng trong cuộc không kích mới nhất của Israel ở Gaza Iran có thể tấn công Israel trong 48 giờ tới Sản lượng xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc giảm trong tháng 3 Mexico kêu gọi tòa án thế giới trục xuất Ecuador khỏi Liên Hợp Quốc. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng ngày 13 tháng 4 của DKN. Sau đây là nội dung bản tin. Giới chức Ukraine cho biết một trong những cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái đã phá hủy một trong những nhà máy điện lớn nhất của nước này. Theo nguồn tin được công bố, cuộc tấn công của Nga cũng đã làm hư hại thêm những nhà máy khác. Nhà máy Chipiska, nơi cung cấp năng lượng lớn nhất cho khu vực Kyiv, Chersky và Titomir, đã bị quân Nga tấn công nhiều lần, khiến nhà máy này bị bốc cháy. Cuộc tấn công cũng khiến hệ thống máy biến áp turbin và máy phát điện bị phá hủy. Đại diện phía nhà máy cho biết, khi chiếc máy bay không người lái đầu tiên đến gần, các công nhân đã kịp tìm nơi trú ẩn và sống sót. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu rằng các cuộc tấn công và các cơ sở năng lượng của Ukraine là lời đáp trả trước các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga nhà máy Tipiska đã cung cấp điện cho 3 triệu khách hàng và mặc dù bị hư hại nghiêm trọng, nhưng tình hình cung cấp điện cho người dân vẫn đang được các cơ quan chức năng duy trì ổn định. Tuy nhiên, các hậu quả của cuộc tấn công có thể được nhận thấy rõ ràng trong những tháng tới, khi việc sử dụng điều hòa không khí tăng mạnh trong mùa hè. Bên cạnh cuộc tấn công và các nhà máy điện, ít nhất 10 cuộc tấn công khác trong đêm được báo cáo đã làm hư hỏng cơ sở hạ tầng năng lượng ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Nhà điều hành năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, DTEK, mô tả hàng loạt cuộc tấn công từ Nga là một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất trong năm nay. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Herman Halushenko nói với các phóng viên rằng đó là một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn với quy mô lớn khổng lồ, đã gây ra ảnh hưởng rất nặng nề đến ngành năng lượng của chúng tôi. Liên quan đến vụ tấn công vào nhà máy điện Tibisca, theo Defense Express, quân đội Nga đã sử dụng loại hỏa tiễn tàng hình KH-69 mới để tiêu diệt nhà máy nhiệt điện này. Dựa trên thông tin có được, tầm bắn của loại hỏa tiễn tàng hình này là khoảng 400 km thông số này vượt quá ước tính mà người ta từng biết về tầm bắn của KH-69 là 300 km. Việc triển khai KH-69 đánh dấu một chương khác trong hành động quân sự đang diễn ra của Nga đối với Ukraine. Theo thông tin được Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Pháp Y ký íp xác nhận, mặc dù các báo cáo ban đầu về việc sử dụng vũ khí mới này xuất hiện vào tháng 2 năm 2024, nhưng trên thực tế, Việc sử dụng các hỏa tiễn tàng hình có thể bắt đầu từ năm 2023. Loại hỏa tiễn tàng hình mới của Nga này được phát triển bởi công ty Raduga, một chi nhánh của tập đoàn hỏa tiễn chiến thuật KTRV của Nga. Hỏa tiễn KH-69 được thiết kế để nhắm tới các vị trí kiên cố với độ chính xác cao, nó cho phép lập trình sẵn tọa độ và khả năng điều chỉnh trong khi bay với trọng lượng khoảng hơn 700 kg và tốc độ hoạt động lên tới 1.000 km h Loại hỏa tiễn này trở thành vũ khí đáng gờm trong kho vũ khí của Nga. Mặc dù ban đầu được thiết kế dành cho máy bay Su-57, nhưng loại KH-69 cũng có thể được trang bị cho Su-34 và Su-35. Loại máy bay đang được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine một nhóm du kích Ukraine hoạt động ở khu vực phía nam bị chiếm đóng của nước này, đã báo cáo về các vụ đào ngũ hàng loạt của binh sĩ Nga. Nguồn tin từ Kherson cho biết, hàng loạt binh sĩ Nga đang từ chối thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Phong trào du kích Ates đã hoạt động ở vùng Kherson nhằm chống lại Nga trong cuộc chiến. Nhóm du kích này bắt đầu hoạt động từ tháng 2 năm 2022 và chứng kiến phần lớn diện tích phía nam Ukraine bị chiếm đóng nhóm du kích Ates, thu nhập thông tin về các hoạt động địa phương của Nga và cung cấp cho lực lượng tình báo quân sự Ukraine song song với việc tổ chức các hoạt động kháng chiến tại địa phương. Đại diện nhóm du kích Ates đã viết trên kênh Telegram của mình rằng lính Nga đang biến mất hàng loạt ở vùng Kherson. Nguồn tin cho biết các binh sĩ Nga đang từ chối thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và cố tình rời khỏi nơi đóng quân tạm thời của họ các cơ quan truyền thông quốc tế hiện tại vẫn đang xác minh thông tin trên. Trong khi đó, nhóm du kích Ates tiếp tục cung cấp thông tin rằng các đặc vụ của họ cũng chú ý thấy sự xuất hiện của một số lượng lớn nhân viên quân đội Nga ở Novoleskia, một khu định cư nông thôn ở miền nam Kherson. Nhóm du kích Ukraine cho biết thêm, những người lính Nga nằm trong những ngôi nhà bỏ hoang, hầu hết họ đều có nhiều hình xăm trên cơ thể và người dân địa phương tin rằng những binh sĩ này trước đây đã từng ở tù. Khu vực Kherson phía nam có rất ít chuyển động trên mặt trận kể từ chiến thắng của Ukraine vào mùa thu năm 2022. Quân đội Kyiv sau đó đã tiến về phía nam để giải phóng thành phố Kherson và toàn bộ lãnh thổ ở bờ tây sông Dnipro. Ít nhất 29 thường dân đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở thành phố Gaza ngày hôm qua. Hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin, cuộc không kích nhắm vào ngôi nhà của gia đình Tabatibi ở khu vực Sibra của khu Dazai. Quân đội Israel được biết cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào các khu vực phía bắc của trại Nuserat ở vùng trung tâm Gaza và quân đội nước này cũng cho nổ tung một số tòa nhà ở phía bắc trại Nuserat hãng thông tấn wafa cho biết các tàu chiến của Israel cũng đã pháo kích vào một trường tiểu học trong trại này và khiến một dân thường thiệt mạng hàng chục người khác bị thương thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó một ngày tuyên bố rằng ông có kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza và đồng thời đang chuẩn bị kịch bản tấn công ở các khu vực khác Theo một báo cáo, Iran có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel trong vòng chưa đầy 48 giờ tới và phía Israel đang cật lực chuẩn bị cho điều này. Tạp chí Phố Hoa hôm qua đã trích dẫn một thông báo ngắn gọn từ một cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei rằng các kế hoạch tấn công đang được đưa ra trước lãnh đạo tối cao Iran và ông ấy vẫn đang cân nhắc các rủi ro chính trị. Iran thề sẽ trả thù vụ tấn công và lãnh sự quán của họ ở Damascus, Syria, khiến một tướng hàng đầu của Iran và sáu sĩ quan quân đội khác thiệt mạng. Iran đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công, trong khi phía Israel chưa công khai thừa nhận hay phủ nhận vai trò của mình trong vụ tấn công. Cuộc tấn công ở Damascus đánh dấu sự leo thang ở Trung Đông khi Israel nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự Iran những người ủng hộ các nhóm chiến binh chiến đấu chống lại Israel. Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei sau vụ tấn công đã lập tức tuyên bố Israel phải bị trừng phạt và nó sẽ như vậy. Tuy nhiên, Tehran cũng cho biết họ sẽ không hành động vội vàng vì họ cần đưa ra các yêu cầu bao gồm cả lệnh ngừng bắn ở Gaza. Xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 3 sau khi có biểu hiện tăng trong 2 tháng đầu năm 2024. Số liệu này một lần nữa cho thấy sự thiếu ổn định của quá trình phục hồi nền kinh tế nước này sau đại dịch. Dữ liệu hải quan Trung Quốc công bố hôm qua cho thấy, xuất khẩu Trung Quốc trong tháng 3 giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó số liệu nhập khẩu có mức giảm là 1,9%. Cả hai kết quả này đều thấp hơn so với mức dự tính trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2, xuất khẩu nước này đều tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước và số liệu nhập khẩu thì tăng 3,5%. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới báo cáo đạt thẳng dư thương mại 58,55 tỷ đô la Mỹ trong tháng 3 và mức thẳng dư trong hai tháng đầu năm là 125 tỷ đô la Mỹ. Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại Do cuộc khủng hoảng trong ngành bất động sản và chính sách hạn chế vay mượn quá mức gây ra và sự yếu kém trong xuất khẩu sẽ là một lực cản hơn nữa cho việc tăng trưởng nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế cho biết, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay. Và đây là một tham vọng sẽ cần nhiều hỗ trợ từ các chính sách hơn nữa. Từ những dữ liệu mới nhất khiến người ta lo ngại rằng Trung Quốc có thể bằng mọi giá sẽ tăng cường xuất khẩu để giúp đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và sự gia tăng các lô hàng xe điện Trung Quốc tại châu Âu đã khiến các nhà sản xuất địa phương lo ngại. Mexico đã yêu cầu tòa án công lý quốc tế ICJ trục xuất Ecuador khỏi liên hợp quốc sau cuộc đột kích của cảnh sát vào đại sứ quán Mexico ở Quito vào ngày 5 tháng 4. Bộ ngoại giao Mexico trong cuộc họp báo mới đây cho biết Tổng thống Mexico nói rằng chính phủ của ông đang tìm cách ngăn chặn các hành động độc tài có thể xảy ra trong tương lai. Những hành động này giống như hành động mà Ecuador đã thực hiện chống lại Đại sứ quán Mexico. Ngoại trưởng Alicia Barrena cho biết, theo đơn khiếu nại vừa được đệ trình, Mexico đang yêu cầu Liên Hợp Quốc đình chỉ các hành động của Ecuador cho đến khi chính phủ của họ đưa ra lời xin lỗi công khai về cuộc đột kích vào Đại sứ quán cũng như thực hiện việc bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Ngoài ra, theo phía Mexico, Ecuador nên bị xét xử và bị kết tội vi phạm nghĩa vụ quốc tế của mình. Vụ kiện của Mexico được cho là tạo tiền lệ và bảo đảm một cơ chế để liên hợp quốc xác định trách nhiệm của một quốc gia sau này có hành vi vi phạm tương tự như Ecuador. Ở thời điểm hiện tại, Cộng đồng quốc tế đã lên án chính phủ của tổng thống Daniel Noboa sau khi lực lượng vũ trang Ecuador đột kích vào đại sứ quán Mexico và bắt giữ cựu phó tổng thống Ecuador, Jorge Glas, người đã sống ở đó từ tháng 12 năm ngoái và đang bị truy nã vì tội tham nhũng. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của DKN đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo mới nhất của chúng tôi chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ lạc quan và hạnh phúc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo